Ok, hôm nay sẽ nói về tiểu sử khá bài. Tiểu sử khá bài một thời tung hoành khắp bốn phương trời, một thanh niên gọi là sân chơi giới trẻ. Đấy, gọi sân chơi giới trẻ. Quê ở Bắc Ninh, Từ Sơn Bắc Ninh. Đấy. Thì khá bảnh là một sân chơi giới trẻ từ trước đến giờ rồi. Sống tình cảm. Fan đông đảo. Đi trải từ năm 2010 về 2014. Đấy. Xong cho đến 2016 thì anh lại đi 2015 anh đi trại giáo dưỡng. Thì cho đến 2016 thì anh lại đi bên nhà đá các quan trên bế đi. Đấy. Thì cho đến hai cuối 2017 thì anh được về. Đấy. Nói chung là mình cũng biết khá ảnh từ cuối đến năm 2018 thì cũng gọi là một phần fan nho nhỏ của khá ảnh đó. Thì khá ảnh thì nói chung là một thời tung hoành khắp bốn phương trời, Bắc Trung Nam ba phương trời, 63 tỉnh thành. Nhưng mà trong 63 tỉnh thành thì khá bảnh bảo đi khắp Việt Nam rồi, nhưng mà mình đoán chưa chắc, cũng cùng lắm chỉ được đi được 20 tỉnh thành thôi. Đấy. Chứ làm sao mà đi được hết hẳn 63 tỉnh thành đúng không? Thì khá bảnh một dân chơi ai cũng gọi biệt danh là idol giới trẻ, tên thật là Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh. Đấy. Đi quán bar suốt. Đàn em của Khá Bảnh có gồm có những Phạm Tuấn, có rất nhiều, hầu như rất nhiều Tùng Dương. Đàn anh có Thắng Mắt Sâu và hầu như là mình không nhớ được nổi tên. Hầu như rất là đông đảo đàn em khá bài. Đấy, anh em chắc cũng xem ở trên mạng xã hội cái lúc mà khá bài ra tù ấy, đàn em xuống tận nơi đón rất đông, nói nồng nhiệt. Bởi vì sao? Bởi vì khá bài sống tình cảm, cái gì cũng luôn nghĩ đến là đàn em đấy, không phải lo nghĩ gì nhiều. Cuộc sống mà giống như kiểu như mình à, nhưng mà mình không có tiền, nhưng mà gọi cứ gọi xưng hô tung hô vậy thôi, nhưng mà mình sống thật, có người chân thật của mình á, sống rất là giản dị. Kiểu như bây giờ mình xăm trổ đời người cũng học theo và hình xăm cơ bản trên người khá bảnh, nhưng mà tiếc rằng là mình không xăm quan công, vũ trưởng, Triệu Tử Long, đó. Ba ông tướng của Trung Quốc, tam trong Tam Quốc diễn nghĩa. Thì nói chung là cái riêng mà nói về khá bảnh, nói chung là mình cũng phải công nhận là đẳng cấp. À, đẳng cấp và nối đầu của những người anh em từ Sơn Bắc Ninh. À.